mẹ là kia nóng mỏ mẹ được. Mà lại nói gì mà người Việt Nam thế? Cho chị xin con gấu đi em. Ôi trời, tim này, tim này, cái đấy là tim ấy, tim ấy, tim ấy. Em xem ai tóc trắng ngó. Đừng có dọa nhá. Em ra ngó rồi, chốt cửa rồi. Các bác thấy chưa, cái dèm dèm cái kia nó cứ phập phình. Em á, em không để ý nhưng vừa rồi em nhòm phạt nó bay bay đấy, 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 đấy. Em tưởng như chưa đóng cửa. Gió nó lùa vào em ghê ra kiểm tra rồi, chốt cửa rồi. À quên, thì cha nào cũng không biết những Việt Nam. Đúng rồi, hôm nay hết đẹp rồi. Các bạn này, bây giờ mình cứ phải vui vẻ, đẹp đẽ cái gì. Bây giờ đẹp mà không có sức khỏe, vứt. Bây giờ các bác cứ đi chích, các bác chích được cả đài không? Ôi trời, chim. Ôi trời ơi, chim trên đầu em. Ôi trời ơi, chim. Đây, chim nha. Chim trên đầu em nha. Ôi trời ơi, chim, đây là chim nha. Không phải là gấu nha, chim này. Em cảm ơn các bác tặng chim cho em. Các bác gì mà cứ ngoan ngoãn. Cái này nó bị trĩ rồi, bị trĩ hỏng mẹ nó rồi, nó cứ chuyệt. Chim ấy nữa, em cảm ơn chim của chị nha. Đúng.